Thưa quý vị, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần sự hỗ trợ lớn từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng thì một trong những nhiệm vụ quan trọng mà chính phủ đặt ra cho ngân hàng nhà nước Việt Nam và toàn hệ thống tổ chức tín dụng là tiếp tục giảm lãi suất cho vay, nâng cao chất lượng tín dụng và hướng dòng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo phản ánh trên báo Nhân dân thì các ngân hàng cũng sẵn sàng triển khai các gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp. Còn đại diện nhiều doanh nghiệp thì bày tỏ mong muốn khi triển khai, chính phủ và các ngân hàng sẽ rút kinh nghiệm từ bài học năm 2009, sớm hướng dẫn thực hiện chi tiết rõ ràng cụ thể để các đơn vị có thể triển khai được ngay, bơm vốn đúng các đối tượng ưu tiên, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh thay vì vào kênh đầu cơ chứng khoán hay là bất động sản. cùng với việc dành 146.990 tỷ đồng ngân sách cho dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, các vướng mắc lớn nhất là giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng cho dự án đã cơ bản được tháo gỡ. Quyết định của chính phủ đã thể hiện sự quyết liệt trong việc đẩy nhanh tiến độ dự án đặc biệt quan trọng này. Tuy nhiên theo bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng vẫn có nhiều câu hỏi lớn đặt ra đối với dự án, do đó bên cạnh các cơ chế mới, dự án rất cần có sự giám sát chặt chẽ trong quá trình triển khai của các cơ quan quản lý nhà nước. Có như vậy thì 12 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 mới có thể được khởi công trong năm 2022, hoàn thành năm 2025 như mục tiêu đã đề ra. Từ ngày 11 tháng 2, thì giá xăng vượt mốc 25.000 đồng một lít, mức cao nhất trong 8 năm qua đã gây áp lực lớn đối với nhiều ngành nghề, tác động mạnh tới mặt bằng giá cả, khiến cho người dân và doanh nghiệp phải đối mặt với bộn bề khó khăn. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định giá xăng dầu liên tục tăng sẽ tạo áp lực cho lạm phát. Giá xăng dầu tăng cũng có thể tác động tiêu cực đến tiêu dùng của người dân và hoạt động của doanh nghiệp trong nước. Đáng lo ngại là giá xăng tăng cao sẽ ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sau thời gian dài bị ngưng trệ vì dịch bệnh. Cũng liên quan đến vấn đề xăng và giá xăng thì theo báo Đại đoàn kết tình trạng găm hàng xăng dầu cũng đang làm nóng dư luận những ngày qua. Điều này thì tiếp tục bộc lộ những hạn chế trong công tác điều hành giá. Trước vấn đề này, chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú cho rằng đã đến lúc cần tính đến những yếu tố dài hơi trong dự trữ xăng dầu và thời gian điều chỉnh giá. Hiện cách điều hành thị trường xăng dầu của chúng ta đang nặng về hành chính, nhất là xăng dầu vẫn còn độc quyền, chưa có cạnh tranh. Phải làm sao để có nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường, như vậy mới tránh được tình trạng độc quyền. Bên cạnh đó thì cần tăng cường dự trữ xăng dầu, có nhiều nhà phân phối để tăng sức cạnh tranh. Thưa quý vị, theo nhiều doanh nghiệp thì công trường à, cổng trường đã mở đón hàng triệu học sinh là bài học cho thấy cũng phải thay đổi cách phòng chống dịch với ngành du lịch. Chậm nữa sẽ mất cơ hội. Dịp lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 và mùa du lịch hè sắp tới thì có lẽ là cơ hội cuối cùng cho những nỗ lực trở lại của doanh nghiệp du lịch. Trao đổi với báo tuổi trẻ, đại diện một số doanh nghiệp du lịch cho biết chính sách của chúng ta cần cẩn trọng nhưng cần phù hợp với bối cảnh chung khi mà nhiều ngành, kể cả trường học, đã mở thì du lịch cần lấy khách quốc tế làm cố hích. Ngoài ra thì giá vé máy bay đưa khách quốc tế vào Việt Nam thời gian qua quá cao, doanh nghiệp khó làm tour. Do đó thì chính phủ cần đưa hoạt động hàng không trở lại bình thường, minh bạch các điều kiện thủ tục tổ chức chuyến bay để doanh nghiệp không phải tốn các chi phí không chính thức khi mà đưa khách vào Việt Nam. Thời gian qua vấn đề chủ đầu tư lách luật bán bất động sản hình thành trong tương lai hay thường được gọi là bán lúa non, dự án diễn ra khá phổ biến ở khắp các phân khúc khiến cho người mua nhà rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Chính phủ vừa ban hành nghị định 16 quy định phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án không đúng thủ tục quy định. Tuy nhiên theo ý kiến của nhiều chuyên gia thì quy định của nghị định 16 còn khá chung chung, khó áp dụng vào thực tiễn. Phần lớn chủ đầu tư khi bán nhà huy động vốn đều không ký kết hợp đồng mua bán căn hộ mà thường ký kết ở dạng hợp đồng khác như là hợp đồng vay vốn, hợp đồng đặt cọc, hợp đồng ký quỹ. Đây là các hợp đồng dân sự, do đó rất khó xử phạt các chủ đầu tư vi phạm.